đó. Ông không nằm được. Lặp lại đi. Cái video của Robert. Bây giờ có nghèo nè. Ông làm chương trình cho người nghèo. Thì thôi cho ta nhiều tiền chút đi. Chứ đừng có khó khăn có cho người ta đợi. Phải tất cả chiếc đi. Cái làm cho khó cho nghiệp ta. Bây giờ giám đốc cũng xuất sắc. Mà mình làm đúng thì ok chứ. Được rồi, không biết gia đình chơi đúng luật được. Sao thì nghèo phải chơi đúng luật được. Mang về giúp ta chứ. Nói chung đó là cứ cho nếu mà gia đình nào khó khăn quá, cho lại vài chục triệu, 4 năm, 60 triệu cho ta khám đi. Mà chơi khó khăn lắm. Giờ mà không cho tôi ăn gian, ta chơi ta thu hết tội nghiệp ta. Tùy anh thôi chứ. Còn bây giờ thì ta nếu mà mấy anh em cho người ta thua thì thôi tôi khỏi làm chương trình luôn. Nghỉ luôn cái đời đi. Chơi không cho người ta làm chương trình, không cho người ta thắng lấy gì thắng. Đúng không? Ta nghèo quá thì cho luôn 5-70 triệu cho đi. Còn mấy không cho tôi mất thì cuối cho mấy tôi nghỉ là không cho làm chương trình nữa.